Câu chuyện đầu tiên có nội dung như sau: mất ngủ vì tiếng ngáy. Chắc chắn là phải có cái chuyện này rồi. Ôi Vanessa, chào em. Chào anh. Dạ có một người này em quen, sau đó mới sống chung 6 tháng. Mà trong vòng 6 tháng đó có rất là nhiều chuyện vui, giống như mình có một cái bạn thân mà đi giống như làm việc chung, đi chơi chung, đi tập thể dục chung, thì nó cũng có nhiều cái vui của nó. Mình sống chung á mà vui vẻ ok, mà lúc khi mình mất ngủ mỗi ngày á là không có được ok. Rồi còn thế lúc đó thì Vanessa xử lý như thế nào khi mà cứ ngày nào bạn ấy cũng ngáy như vậy, rồi cuối cùng sao? Giống như nhiều lúc cảm giác á là giống như mình rất là tức lúc khi mình ngủ, giống như mấy tiếng mà mình ngủ không được vì cái tiếng ngáy, đúng không? Nhiều lúc mình cũng muốn đạp qua một bên, giống như đạp người ta xuống giường luôn á. Mà sau đó là cũng có nhiều cái chuyện kia mà thấy là Vanessa thấy là không hợp, bởi vậy mới chia tay. Mà cái bạn đó ngáy lớn không? Bởi vậy vì cái lý do đó là lớn quá, ngáy chút chút á thì mình không nói, cái này á là ngáy á, phòng bên kia á cũng nghe được. Thế là mình sẽ ngáy lại ngáy của bạn đó được không? Ngáy thương. Bạn gái em ngủ bị ngáy á, cái em ngậm ngắm, trời thương. Trời ơi, nghe đợi. Dễ thương hơn nếu mà mình thu âm lại xong rồi cái mình quay hình mình post lên Facebook. Ồ, làm hoài. Tập vậy luôn hả? Ủa mà sao lúc đó em không nghĩ phương án là ngủ khác phòng hay gì đó? Có luôn. Hết luôn, đi bác sĩ, đi ngủ riêng phòng. Có hết, tới mức độ là ảnh phải ngủ ở dưới lầu là tại vì nó ồn quá. Mà cũng có đi mua máy móc cũng chịu khó, mà giống như lúc đó Vanessa cảm thấy không có gần, Vanessa không có muốn giống như cả cuộc đời là phải xa lạ như vậy, sống với nhau chung vậy nó không có vui vẻ được, nó không có hạnh phúc được. Mệt mỏi. Nó rất là bị stress. Tại vì thật ra là nếu mà cái chuyện đó mà xảy ra ngày 1, ngày 2 thì không nói, nhưng mà nó kéo dài từ ngày này qua ngày khác thì bản thân mình cũng rất là mệt mỏi. Và từ cái mệt mỏi nó sẽ dẫn tới những cái câu chuyện khác nữa. Và nó cũng là một trong cái nguyên nhân mà có thể làm cho một cái mối quan hệ nó không thể tiếp diễn được. Thì cái chuyện này cũng có thể hiểu được. Nói chung là cũng không, anh tại vì thực ra tụi anh chưa gặp, nhưng mà đúng là nếu mà như em kể mà đi bác sĩ rồi mà ngủ khác phòng rồi mà thậm chí là người trên người dưới nữa thì đúng là nó có sự xa cách quá. Đúng rồi. Trong một cái mối quan hệ. Mà biết sao không? Mà ngày đều mà giống trường hợp mà Vanessa thì có thể rất bình thường, không phải là rất bình thường mà là cái rất là vừa rồi. Tại vì nhiều khi cũng nhiều người mà nó không phải là ngáy đều mà thế này. Thế nên là ngáy đều đúng không? Ngáy đều đúng không? Nhưng mà cũng nhiều người mà ngáy mà giống như sắp chết rồi. Giống vậy á. Rồi tự nhiên dừng lại chầm 3 hoặc là 10 phút đó. Thôi thở là không phải là nó hết muốn lấy nhau mà là nó là rồi là nó chết. Rồi là nó chết nên không được cưới với thằng này, hoặc là cưới với người này. Sao nếu đó? Mà cưới là chết, hoặc là nếu mà muốn cưới thì phải đăng ký bảo hiểm mà nó sinh mạng đó. Là bảo hiểm đúng không? Ok thôi, nói chung là chúng ta chỉ biết cái câu chuyện ngáy thôi, chứ còn cái câu chuyện xa hơn thì căng thẳng quá, khó đó. Hôm nay Thiên này mặc đồ đen nữa, bởi vậy mới mặc đồ đen đó. Hèn chị thấy có gì nó sai sai. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo để coi có một tình huống nào đó thú vị nữa hay không nha. Câu chuyện thứ hai. Ủa nó vui mà. Thoải mái xì hơi. Sao tôi nghe chuyện của ông này quá giao phải không? Phải câu chuyện của em không mà em sẽ kêu vui. Lần trước em ở rồi, lần này phải không? Ý là em thấy nếu mà mình yêu nhau rồi thì mấy cái chuyện mình phải biết chứ, ai mà không xì hơi. Dạ thì cái chuyện này là chuyện của em. Rồi. Mà cái vấn đề ở đây á, cái người xì hơi không phải là em mà là bạn gái em. Ủa dễ thương mà. Ê, ủa em lên chương trình em nói xấu bạn gái hả Phong? Khi mà dọn về ở với người bạn của mình á, 3 tháng đầu á thì vẫn rất là suôn sẻ. Cái một ngày đẹp trời thì tự nhiên thật ra là em nghe cái âm thanh đó rồi. Em nghe một cái tiếng đùng. Đùng luôn hả? Đùng luôn hả? Không phải biết mà là đùng hả? Nhưng mà cái tiếng đùng nhưng mà lắm, em nghĩ là chắc là kìm không được thôi, nên em cũng kiểu mắt nhắm mắt mở, tay này lọc ở đó kia không. Không, thường là lớn tiếng thì sẽ không có mùi. Dạ yeah. Đặt đánh vô kích đó nó mới có mùi. Đi vô kích à. Có kinh nghiệm. Pháo nổ là pháo không có mùi phải không? Dạ đúng rồi. Okay. Cái sau thấy một sáng đẹp trời em đang nằm vậy nè, bạn đứng dậy và cái đầu tiên bạn là vươn vai và sau đó là nổ như kiểu là gần như ngay mặt em luôn. Và em
Không, một cái tiếng rất êm chứ không có đứt quãng như vậy. Đúng là bắn là liên thanh rồi. Thì em mới nói là ủa làm cái gì vậy? Nói cái sao bạn nói rất tự nhiên. Ừ em đẹp. Ừ em đẹp. Ừ em đẹp. Cái là em mới nói là sao em không vô toilet đi. Sao kêu ủa có gì đâu, hôm bữa anh đâu nói gì đâu. Em mới nói là hôm bữa là không muốn nói nhưng mà là tài không nói nha. Dạ em nghĩ là tai nạn nhưng bữa bạn đấy em cũng chả biết là tai nạn hay không nữa, nhưng mà nó rất là kỳ, nhất là con gái nữa. Thí dụ như em, không phải là em trọng nam khinh nữ nhưng mà kiểu người ta đánh giá một người phụ nữ thường là qua cái duyên dáng của người phụ nữ, mà dù là có chung với nhau đi chăng nữa mà tự nhiên mấy cái chuyện đó nó thiệt là em bị tuột mút thiệt. Trời ơi, mấy cái đó dễ thương à. Vui lắm luôn. Không, anh nghĩ là em đỡ bởi vậy phải nghe chị A chia sẻ nè, chị A là chuyên gia chùm mền chơi chợ luôn. Dễ thương. Thôi em kể lại cái trò chùm mền, anh nghe hứng thú quá vậy ta. Không, chùm mền là đầu tiên là em bị trước. À rồi sao kể. Em đang nằm, tự nhiên bà cũng nằm kế bên. Bấm điện thoại cái nghe tiếp. Okay, nhìn qua cái vừa thấy bà nhìn em. Bà lấy cái mền, bà chùm em lại và để em trong đó. Oh em my god. Em buông đi. Sao bỏ ra cái làm gì luôn nè. Mọi người hiểu không? Mọi giống như một người đàn ông hả? Rồi cái đường sau em làm lại mà em làm cú nặng hơn. Em chùm mền xong em mới đưa cho em dịch. Anh nói nghe nè, nhà bạn ở đâu vậy để tụi mình biết tránh nó không qua chơi. It's like that, he said don't chug. Không mà đối với em cái chuyện đó giữa hai người với nhau rất là dễ thương, ra đường thì sao không được. Về nhà thì mình với nhau mình thoải mái là tốt nhất. Brian thấy cái đáng sợ nhất là cái im lặng á. Không được sẵn sàng tinh thần luôn á, nên tự nhiên mình thuế lại cái... mà không tiếng, không cảnh báo nhưng... Giải tán đám đông. Bị tấn công cái mùi khả năng đẩy tấn công đông rất là cao. Không, như em chỉ muốn hỏi mấy bạn nữ thôi, quan điểm của mấy bạn nữ thế nào, bởi vì em cá nhân em thấy con gái mình như vậy thì hơi bị. Em muốn hỏi nữ nào thì em cứ hỏi thoải mái đi. Nó hỏi bạn ít nói nhất nè. Akari. Akari thì em thấy câu chuyện đó như thế nào? Em thấy là câu chuyện của Phong kể á. Em thì thích thoải mái. Đấy. Vậy tiếp em. Đấy, một người thoải mái để em trả lời, em hỏi tiếp đi. Còn bao nhiêu nữ đây, hỏi tiếp luôn đi. Nữ hả? Thôi cô này có vẻ thoải mái nhưng mà không phải, ý là bận đồ, có vẻ chất cá tính nhưng mà không biết là ý kiến của em thì sao. Em thì khi nào mình đến một cái mức độ thân rồi đó thì cứ chơi đi. Đấy, thấy chưa? Trời luôn. Vui mà. Anh thấy bình thường, giống như là nếu như thật sự là không phải là gì là bừa bãi hay là cố tình vô mặt người ta hay là chọc ghẹo người ta. Nhưng mà ví dụ như là nếu như mình ở trong phòng của mình với người yêu của mình thì chuyện đó hiển nhiên rồi, ai cũng phải xì hơi. You know what? Ai cũng phải xì hơi thôi. Ý là Kyle không phải là một người khẳng định là người ta nên như vậy, nhưng mà thật sự là nếu như vô tình, đôi khi là mình không biết được rồi. Cái tùng xong rồi là mình không biết là, đúng không? Mình đâu có cố tình, mình không muốn như vậy mà nó lại bất cần. Nhưng mà GA là cố tình trùm mền người yêu rồi. Em là bị cố tình trước nha, em trả thù rồi. Kiểm soát được mà, cái chuyện mà mình xưa mình kiểm soát được mà, trừ khi là bạn bị có vấn đề về bao tử các kiểu. Không thì cái vấn đề là do quan điểm của mọi người thích hay không thích thôi. Nhưng mà Trinh thì sao? Trinh thấy cái chuyện đó có nghĩa là bạn trai sao cũng được, Trinh thấy cũng dễ thương hết. Tại vì Trinh thấy đàn ông như con nít vậy đó, rất là thoải mái. Trinh không có quan tâm đến cái chuyện, không có judge, không có đánh giá. Vì khi mà lỡ như vậy không sao hết. Nhiều khi Trinh còn trùm mình để cho hả trừng phạt lại nữa. Nhưng mà với Trinh á thì Trinh sẽ cố gắng hết sức không để mình phải bị động trong những cái trường hợp đó. Mà mình rất là chủ động kiểm soát. Tại vì theo đúng như Tiên Phong nói là cái đó là nó một cái nét cái gì đó giữ cho riêng mình đi. Dạ, thì nó sẽ tốt hơn. Rồi, ok, đó là những quan điểm của khách mời. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Cô bạn gái bạo lực. Cô bạn gái bạo lực là của ai? Câu chuyện của ai? Câu chuyện của em. Sao em cười có vẻ mãn nguyện quá vậy? Dạ vui mà, tại vì cô gái này trong cuộc đời của em thì cổ cũng để lại một dấu ấn riêng à. Dạ. Có dấu nào bầm bầm không em? Dạ có chứ, có sẹo nữa. Ghê vậy đó hả? Dạ. Rồi làm sao, cuối cùng là chuyện gì? Cái câu chuyện này là cách đây vài năm thì em có quen một người bạn gái. Và em và người đó quen được 2 năm. Thì thời gian ở chung với nhau cũng tầm là hơn 1 năm ấy. Là ở chung với nhau. Thì lúc đầu thì quen nhau thì mình ở xa thì mình không biết những cái thói quen của riêng. Nhưng mà khi mà về chung nhà thì mới có nhiều cái vấn đề xảy ra. Ví dụ như là ngủ đi, mình đang ngủ cái tự nhiên một đêm nọ cái mình bị ăn cái chỏ.
Thì tự nhiên sáng dậy mình thấy ủa sao người mình nó bị nhức nhức ê ê, đôi lúc mình ngủ mình giật mình vậy, cái mình ủa ai mới quýnh mình, lâu lâu nó kiểu nó ghét chân, hay là lâu lâu nó kiểu là buổi sáng chắc là coi phim hành động nhiều quá cho nên là cái hình ảnh nó lưu trong não á, là tối thực hành lại kiểu là đá mà có mấy bữa em cọc giật mình vậy, cái mình thấy là mình tức là mình muốn chống cự lại nhưng mà thấy mặt ngủ kiểu ngái ngủ thật, cho nên là thôi kệ gán nhịn tới sáng đó. Thì đó là cái trường hợp về ngủ thôi. Còn đôi lúc mà hai đứa có những cái mâu thuẫn mà xung đột á, hoặc là cãi nhau á, thì có một lần là gọi là cái lần đó là hơi đỉnh điểm mà giận nhau cũng khá là lâu. Là khi mà cãi nhau xong thì đi về nhà thì cô ấy tức quá, cô ấy không biết làm gì hết, là cái việc đầu tiên cô ấy bước vô cái phòng của em thì là cô ấy sẽ là đẩy hết tất cả những cái món đồ của em trên cái kệ xuống đất. Trời ơi. Có nước hoa hay đồng hồ hay đại điện thoại không? Dạ đúng, cái đầu tiên là cái thứ em quý nhất là nước hoa của em. Làm một sàn xuống, em vừa tại vì em phải ở dưới em dắt cái xe vô thì mới chạy lên, thì trên phòng em đã nghe cái đung 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 rồi, em nói chết rồi. Chết rồi, phải lo bấm cửa đi xuống, em chạy lên là em thấy tan hoang. Nước hoa bể rồi cái này laptop rồi tủ rồi những cái đồ để riêng của em nó tan nát ở dưới hết. Xong á mình nghĩ mình tức, mình không biết nói sao, mình cũng thương nhưng mà tại sao cái những cái chai nước hoa đó là mình rất là quý, tại vì đối với em là cái nước hoa. Tại đối với em nước thương nước hoa hơn. Không, thật sự không biết tại sao mọi người sao chứ Bi Mát rất là thích nước hoa nha, tại vì mỗi lần đi làm về hay là mình sáng dậy xong mình xịt nước hoa, mình thích cái mùi, mình thích, mình cảm thấy hưng phấn hơn. Anh đi làm rất là mất thời gian mới kiếm lại được cái khúc đó, mà trong vòng có vài phút hỉ nộ của em mà nó đổ hết dưới đất. Rồi nói chung là sau cái việc đó xong là mình buồn, mình giận, mình không nói gì hết. Nhưng mà sau này cái kiểu chừng nửa tiếng, tiếng sau thôi mà nguôi bắt đầu đi ngồi nhặt miếng chai rồi em cũng im luôn. Em tự, những cái đó em tự làm thì nó bạn gái em thấy có lỗi. Bạn thấy có lỗi xong bắt đầu mới biết là ngồi xuống rồi xin lỗi này nọ, nãy em hơi nóng quá. Hả? Hơi nóng quá chị. Không biết nóng dữ dội thì là đốt nhà như thế nào á? Dạ. Thì đó tới vậy thôi đó, đó là cái dấu ấn của em á, lần đầu tiên mà em gặp một người bạn gái mà nóng như vậy. Rồi nói chung là khi mà đã sống chung á thì chắc chắn là cái chuyện mâu thuẫn là phải có. Dạ đúng. Nhưng mà tới cái mức mà là động tay động chân thì cũng tùy cặp đôi. Dạ. Thì ở đây là có cặp đôi, có ai đã từng có một cái trường hợp nào đó tương tự với lại B-Max chưa? À. Nhưng mà cái bạn gái cũ của anh B-Max thì nó tức quá nên bạo lực đúng không? Nhưng mà Sejun thì đa số thì thấy là nó vui quá nên bạo lực. Sao? Thế thì sao? Là cái sướng quá, sướng vui. Không phải vui hay sướng. Không phải. Đừng đừng có hiểu nhầm, Không có chuyện hiểu đúng đó. Đâu, hiểu nhầm đâu. Không có chuyện ấy đó. Lúc mà Sejun thì mới qua Việt Nam thì vào một quán ăn, đôi quán ăn vào quán ăn rồi thấy một cặp là hơi kỳ cục. Mà giống như là đang xem một cái phim kinh dị đó. Là bạn gái và bạn trai hai người đang ăn. Mà bạn gái thì cười, vừa cười thì tắp mắt của bạn gái, tắp mắt của bạn trai đó. Mà bạn trai thì im vô là không có chị ăn mà chịu. Em đừng có tát mọi người. Đâu ăn. Rồi bạn gái thì em thích mà, vui mà rồi tát. Đời. Và cắn luôn đó, cắn. À đúng rồi. Người Việt Nam cắn ạ. Đúng rồi. Không hiểu cái đó. Cứ như là con chó vậy. À anh không. Rồi cứ cắn và tát hoài. Giống như là phim kinh gì xem trong tư tưởng là cái quan hệ giữa bà bạn, quan hệ giữa hai người này là hai người này không phải là bạn trai và bạn gái mà là giống như là một mà chủ mà cầm đồ và người mà đang bị nợ tiền á. Nợ tiền gì đó. Tức là nó làm người này làm cái gì, làm hành động xấu cái gì cũng phải chịu hết. Là cứ tát đi, cứ tát đi. Như là chủ nợ với lại con nợ đó. Nhưng mà Sejun thì cứ tưởng là chỉ có một cặp này là bị như vậy. Nhưng mà thực tế thì ai giờ là vợ của Sejun là cũng như vậy. Bây giờ là vui quá, tắt rồi nó cắn chân thôi. Bây giờ chỗ này và chỗ này bị bỏng luôn bây giờ. Khoan, bây giờ nó cắn luôn đó. Bây giờ em hỏi thiệt anh có muốn đưa cái đoạn lên sinh sống không? Chứ giờ anh coi đó. anh có muốn đưa đoạn này lên truyền hình không? Chứ giờ anh coi đó. Thật ra bây giờ mới nhận ra là vợ đang nãy giờ không để cái đó mà. Không, cái chuyện mà cái chết hay là sống thì cái là lên là xong rồi tiếng lại. Nam thì cũng thấy phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc, không biết là miền Nam như thế nào, nhưng mà cũng hơi hung hăng. Đặc biệt là trong thời gian họ chia tay với cái bạn gái đầu tiên Việt Nam của Nam, thì khi đang chia tay thì hơi hung hăng và cố gắng đánh Nam.
Nhưng mà ở bên Séc thì đánh phụ nữ là không được, cái đó là nếu làm một lần thì... Nhưng mà thực tế là bị đánh nhiều thì cũng có cái cảm giác muốn đánh lại nhưng mà không được. Hơn nữa thì bạn gái rất là lùn. Thì em ấy thì cố gắng đánh lên và mình chỉ cố gắng là, không không bị đánh nữa. Đâu đâu, cứ đang diễn lại coi, đang diễn lại coi. Sau đó thì cuối cùng là chia tay, thì sau đó vô tình gặp nhau ở cái cửa hàng nào đó. Và bạn gái thì kêu là nhảy lên và để đổ nước mắm vào đầu của mình. Ở đó ở trên bàn thì có hai cái chai nước mắm rất là lớn, khoảng nửa lít. Và bạn gái cố lấy và đổ như thế này. Nhưng mà may mắn là mình rất là thích mùi vị của nước mắm. Rất đậm đà, rất đậm đà luôn. Em nói thiệt với anh là hơi là anh bị á. Chứ mà B-Max mà nó bị cái đó chắc nó tự tử luôn á, chết luôn á. Thật. Nó mê nước hoa lắm, rồi chỉ đổ nước mắm mình gửi nó xỉu luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Thật. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó thì thuyết phục mình nên lấy vợ Việt Nam sớm. Vì nếu lấy vợ và không chia tay thì họ không hung hăng. Nhưng mà khi bắt đầu yếu, bạn gái kêu là vợ bây giờ thì đã suy nghĩ là bây giờ phải lấy rồi. Vì quá tốt, là người quá tốt, mà nếu chia tay thì sẽ bị đổ nước mắm vào đầu lại. Thì cái đó không chịu, thì cưới luôn. Thật sự Vanessa, Vanessa nghĩ là lúc khi phụ nữ làm những mấy cái, bất cứ ai cũng vậy hết, là hồi đó mình nể họ mà họ làm mấy cái trò đó là làm cho mình nó hết nể hết, giống như trong là giống như hết mê hết thương. Thì giống như lúc khi nóng lên vậy á, là Vanessa nghĩ là phải giống như chịu khó để đầm tánh lại, xong rồi nói chuyện cho nó thành một cái gì mà mình có thể better nhau được, hay là mình có thể làm cho cái relationship của mình nó mạnh mẽ hơn. Không thôi, lúc khi mình chỉ có lose control, mình làm sao mình làm á, là sau này nó rất là ảnh hưởng tới gia đình. Là lúc khi những đứa bé trẻ con mà thấy mình như vậy á, là sao nó giống như nó tự tin, xong rồi bản thân nó mạnh mẽ được, đúng không? Thì lúc khi phụ nữ làm mấy cái chuyện đó, là Vanessa chỉ có khuyên là chịu khó để giống như đầm lại, để có một cái solution đó. Nói chung là dù thương thì thương, ở chung quen đến cỡ nào rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải cố gắng hạn chế những cái hành động đó lại. Chứ nếu mà đôi khi mà có những hành động quá mức như vậy sẽ là rất là gây ảnh hưởng đến mối quan hệ. Mà chẳng được gì hết. Hoặc là đang tỉnh táo gì thì mình nên có giải pháp. Ví dụ mình dán lên cái nước hoa là 10 triệu nè. Đó, cái TV là 40 triệu nè. Đúng, cái chuẩn bị đập là nhìn lại, ô 40 triệu thật đau, đó. Đau, đó, chẳng hạn vậy. Đôi khi là mình tức quá, mình khùng điên, hiểu không? Giống như là mình phải biết trong một cái mối quan hệ tình yêu thì mình phải biết là ok, khi mình nóng lên như vậy thì bằng cách nào để giải quyết cho nó không có bị quá lắm, hiểu không? Tức là bản thân Kyle cũng là một người rất là nóng tính, và Kyle cũng đã bị bạn gái vô phòng và đập đầu. Và Kyle rất là tức về chuyện đó, mà muốn, thật sự muốn vì mình nóng tính như vậy thì mình phải bỏ đi. Mình phải bỏ đi, mình đi xa, thật xa, tránh ra. Rồi là khi mình dịu xuống, cho dù đồ của mình có thể mua lại hay là cái gì đó. Nhưng mà khi mình nóng lên, mình làm những cái chuyện nó rất là kỳ cục luôn. Đúng thì rồi. Mình thà mình bỏ đi, mình dịu xuống, xong rồi mình hàn gắn lại nếu như có cơ hội để làm điều đó. Nhưng mà nó rất là khó, thực sự là khi con người ta bực yêu nhau mà họ tức thì đúng không? Rồi đằng sau có chữ đó là cái gì thì mỗi người sẽ có câu chuyện riêng của mình. Nhưng mà thôi, mình phải dừng cái chủ đề bạo lực lại đây thôi. Bạo lực này nó căng thẳng quá. Nhưng mà Trinh đừng có dán mấy cái đồ mà bao nhiêu triệu nha. Kích thích đó, cái đó kích thích hơn đó. Không phải đâu, tại vì dán hết tất cả mọi thứ, còn cái mặt mình không có dán đó. Đúng rồi. Cuối cùng là quay qua mình đó, hiểu không? Nên là phải để một hai món người ta cho người ta tự người ta đập đi, ok? Rồi, chủ đề này căng thẳng quá. Bây giờ qua câu chuyện tiếp theo coi như thế nào nè. Sạch sẽ mọi lúc trừ khi đi ngủ. Tôi có vợ rồi. Yeah. Sau khi tôi sống với cô ấy thì tôi nhận ra cô ấy rất rất sạch sẽ và cẩn thận. Mỗi ngày cô ấy lau dọn nhà và
cô ấy lúc lúc này cũng lúc này cũng lúc cúng lúc cúng cúng đúng không? Không phải. Lúc này cúng lúc này cũng mang mang dép. Lúc nào cũng mang dép. Mang dép lúc cũng cho dép. Đi vô nhà mang dép. Ok. Và cô ấy xin sư kê mang dép ở nhà. Bắt sư kê mang dép vô nhà luôn. Rồi. Và nhưng mà cô ấy có thể đi ngủ mà không đi tắm. Tại sao làm như vậy? Tôi không thể hiểu. Tôi có thể hiểu. Anh cũng không đâu. Rất là cực khổ hàng ngày, cơm nước đủ thứ dọn dẹp, họ mệt mỏi tấp tai đồ, họ chỉ muốn nằm xuống trên giường không tắm, đúng không? Hay sao? Không phải, mà em thấy là tại vì là em cũng hay đi tắm khuya, nhất là sau khoảng chừng 10 giờ đêm á. Nhưng mà em đọc mấy cái bài báo á, nó nói là những chúng người nhỏ mà đi tắm khuya là sẽ bị chết sớm, bị đột quỵ đúng, ở trong đúng. phòng tắm. Nên em cũng bắt đầu hơi nản là mình ráng mình không có tắm khuya, mình tắm trước 6 giờ. Mà có thể cái giờ ngủ của Susuke là 10 giờ, 11 giờ hay sao? Mấy giờ anh ngủ anh? Buổi tối mấy giờ anh ngủ? Buổi tối 10 giờ. 10 giờ? 10 giờ. Bây giờ Susuke muốn vợ thay đổi thì Susuke phải dơ hơn vợ luôn, rất là hôi, đi trả bộ để đọc gì đâu, năm sáu ngày đừng tắm, ngày sau đó để mình trả thù. Trả thù. Hay Ryan, hay chắc đấy, hay mình trả thù không được. Nếu mà lỡ mà nói hoài mà không thay đổi là mình phải chơi hơn nữa luôn. Đúng rồi. Yeah. Nếu mà lỡ mà vợ thích luôn thì sao? Ồ, cuối cái nhà luôn á. Như vậy là hậu quả xấu nhất. Đã gọi là yêu nhau thì cái gì cũng thích hết, mà đặc biệt là mùi cơ thể của nhau thì còn thích dữ nữa. Miễn sao là không quay qua và xì hơi vô mặt là được rồi. Rồi, chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo ngày hôm nay. Món quà bí mật bị bật mí. Sống chung với nhau nhiều quá cái đâm ra là dễ bị bắt bài nhau, muốn làm bất ngờ cho nhau cũng không được. Mọi người hiểu cái này không? Mình bị lộ cái bí mật mà mình chuẩn bị làm cho người ta. Ok, bây giờ câu chuyện của ai nè, kể chi tiết hơn. Trinh. Câu chuyện này không có cái gì mà nó drama hết á. Nó chỉ là câu chuyện mà Trinh thấy là nó dễ thương, mới xảy ra cách đây có 2 tháng thôi. Tại vì bạn trai của Trinh với Trinh là yêu xa. Thì bạn ở Hà Lan, có khi thì Trinh qua thăm, có khi thì bạn qua thăm được khoảng 1 tuần. Thì mấy tháng gặp nhau được 1 lần. Thì bạn ở nhà Trinh, cái xong rồi thăm được 1 tuần thì bạn phải về lại nước. Và bạn muốn để lại cái kỷ niệm. Thì bạn phải mua món quà. Xong rồi bạn mới bí mật bàn tính với em gái mình là tặng cái gì cho mình. Xong rồi bữa đó mình đang trang điểm, cái xong rồi mình thấy bạn đó làm cái gì mà lục đục ở trong phòng ngủ hoài. Cái mình mới hỏi là có chuyện gì vậy anh? Thì bạn mới nói là anh làm cái này quan trọng lắm, bí mật lắm. Còn hết lộ hết bí mật rồi. Cái mình nói bí mật à, ok chắc là quan trọng lắm. Mình vẫn trang điểm xong, mình thấy vẫn còn duy trì cái sự bí mật đó. Sao mày vẫn còn kiểu gì vừa online và vừa lẩm bẩm trong miệng giống như bí mật lắm vậy? Ồ cái này sao ta rồi, cái này chuyển khoản làm sao rồi nè. Cái mình cho mình hỏi thẳng luôn, thôi giờ mua cái gì nó đặt thẳng luôn nè, để chỉ cho cái mẫu mà mua luôn. Chị nhạc ghê. Vậy đó, xong rồi các bạn mới nói là thôi được rồi, vậy cái con gấu hôm bữa em thích ở trong phim Thư Ký Kim Sao Thế là cái con đó mua ở đâu? Cái mình nói thôi kế bên nhà mình ở đường Nguyễn Kiệm có bán con bò nhỏ. Xong rồi bạn ngồi bán cho mình dò luôn coi chọn con nào, không có cái gì gọi là bí mật hết. Sau đó cuối cùng bạn order một cái con gấu bự hơn cả mình nữa. Và cuối cùng điều cuối cùng bạn có thể làm là surprise là một cái con không phải là con mình thích mà là cái con bự hơn, để bạn nói là để con này nó ngủ là lấp hết cái giường luôn để cho thằng khác không còn vô đây được nữa. Yeah. Để cho con này nó ngủ ở đây thì em chỉ còn một nửa giường là em ngủ được thôi, không có thằng khác vô được. Em thấy là dễ thương cái chỗ đó, là không có giữ được bí mật gì cho nhau hết. Là câu chuyện này là dễ thương đúng không? Chứ không phải là bị căng thẳng gì hết đúng không? Sống chung đáng yêu mà Trinh chẳng thấy có cái gì mà drama ở trong cái chuyện sống chung á. Đúng là sống chung á thì đôi khi là tính là sống, khi mà đã sống chung rồi thì rất là khó để mà làm những điều bí mật cho nhau đúng không? Khi mà các bạn sống chung với người yêu của mình á thì các bạn là khi mà muốn làm cái chuyện gì đó bí mật á thì thường là mình phải làm cách nào? Có ai đã từng làm được một cái surprise gì cho người yêu của mình khi mà sống chung chưa? Mình muốn nó bí mật thì mình cho mình xì hơi không tiếng. Trời. Vẫn còn dính câu chuyện xì hơi ha. Ryan bị dính rồi. Ryan đã bị dính rồi, không thoát ra được khỏi cái này rồi. Nhưng mà thật sự là khi mình sống chung với người yêu của mình thì họ rất là dễ quyết đoán mình sẽ làm những cái gì.
Và họ đã để ý những cái gì mình thích rồi thì mình sẽ dễ nhận ra nếu như họ đang có kế hoạch để làm cái gì đó bất ngờ cho mình. Thì mình giả ngu thôi, đúng không? Mình giả như là mình không biết cái gì. Những cách mình đi xin ra ngoài đó, kiểu mình chọc giận xong mình đi xin ra ngoài, xong mình có mua quà sẵn nhưng mình phải có lên ý đồ là mình phải chọc giận, tính chọc tức. Mấy khoái subscribe nè. Ê, cái vụ mà chọc giận là dễ bể nước hoa lắm đó. Tự nhiên về cái mất khách cho nước hoa. Em đã từng như vậy là mình cái nhà ở tầng 1 thì mình sẽ gọi là để cái con gấu ở dưới cái bãi dưới xe, là tầng ở dưới thì mình sẽ đốt đèn cầy, mình đốt từ trên xuống xong mình sẽ gọi nhắn tin anh đi ra ngoài rồi, em đi ra ngoài đi. Để thì khi đi ra ngoài thì sẽ thấy được cái đèn cầy rồi đi xuống lấy gấu bông cho nó ngạc nhiên. Nhưng mà em quên tính một cái là khi em mở lên thì nhà em rất là nhiều gió nó vào, là em cứ đốt cái đèn này nó tắt cái kia. Em ngồi em lui cua thì tin nhắn vừa đến là vừa mở cửa ra thấy em cứ ngồi đốt này, sẽ em đốt. Cái quay ra anh làm gì vậy? Đốt nhà. Surprise. Em hãy đi kiếm món quà của em đi, xong nó tự đi kiếm, xong rồi lấy nguyên một con bay mát bự vậy nè. Ok. Không, thực ra cũng dễ thương mà. Đôi khi chính vì cái sự nó không hoàn hảo đó mà làm cho người ta ấn tượng và người ta nhớ lâu hơn. Nhưng mà em xét trong đầu em là nó lãng mạn lắm, là kiểu là nguyên một đèn ánh nến đi xuống mà không nghĩ là tắt bật cái này, tắt cái kia, bởi vậy mấy cái kia là chỉ có trên phim thôi mà. Ngoài đời để mà làm được cái chuyện đó nó khó dữ lắm. Hồi xưa em cũng từng làm trò làm bày giải mật thư đi kiếm quà, mà người yêu của em được cái là thông minh lắm, giải được đúng cái đầu tiên xong rồi giận luôn, không giải ra được nữa. Mặc dù em đã cố gắng đưa rất là nhiều những cái gợi ý rồi, tức là nhiều khi tại vì những cái MC mình hay có những cái trò thử thách chứ thông minh. Rồi em đánh vậy luôn đó hả? Dạ. Tại vì như kiểu là cũng phải động não mới được quà, cái kiểu cuối cùng thì bà giải không được mà khuya bà nó rồi, thôi đem ra luôn, cũng kiểu bị tổ trác thì ai tổ trác, bởi vì nó rồi mấy cái trò lãng mạn mà chỉ có trong phim thôi. Tới câu chuyện tiếp theo nè. Miệng chồng là thùng rác. Miệng chồng là thùng rác. Miệng chồng là thùng rác, tức là sao? Là miệng của chồng hôi như thùng rác, hay là miệng của chồng như cái thùng rác để quăng đồ vô, hay là như thế nào? Là để xe chung kể là này, khi sống chung với vợ rồi lỡ mà cũng nói chuyện chuyện kể trên một phần nữa. Anh phải suy nghĩ kỹ trước khi anh kể cái đơn chuyện nha. Để nghe cô trước. Khi sống chung với vợ thì vợ có mấy lần mà nấu đồ ăn Hàn Quốc cho Sejun, Sejun ăn. Ví dụ mà những ngày mà nhân dịp ngày sinh nhật của Sejun với lại hoặc là tự nhiên là vợ muốn nấu gì mà cho chồng ăn ngon và nó nói chung là cái món mà bổ dưỡng gì đó. Là cho nên là vợ thì tự nhiên cái nấu cái lẩu kim chi, vợ nói là cái đó là lẩu kim chi. Lẩu kim chi thực tế ra cái muốn ra là trong đó nó lẩu thái mà có kim chi với lại nó có bạch tuộc nữa. Thật ra đúng kiểu món lẩu kim chi là lẩu mà có kim chi với lại nó có vị mặn và nó có thịt heo vân vân này, không bao giờ có bạch tuộc, không bao giờ mà có vị chua và đắt vị đắng nữa. Cái đó cũng hơi kỳ, cũng phải ăn. Mà không ăn thì vợ thì đang nhìn chằm là tại sao không ăn rồi nữa. Cái ánh mắt giống như là mày tại sao mà thám hiểm ra rồi ăn. Nhét vào đi và không dám ăn, nhưng mà cố gắng thử ăn một muỗng rồi. Sao kỳ ta, mà ngon. Ngon thì ngon, nhưng mà cái nhìn một cái là nó hết muốn ăn rồi. Cho nên là xe thì nhắm mắt rồi ăn. Ngon quá, nó không thể mở mắt này được đâu. Rồi ăn như thế này xong, giống như là xe trong lúc tôi cảm giác là cái miệng chồng là giống như là thùng rác đó. Mà ăn có ngon không? Ngon thì ngon, nhưng mà không hiểu tại sao ngon đâu. Cái đó phải nhìn là nó không thể nào ngon được, nhưng mà cũng may là anh nói ngon đó. Chứ anh nói không ngon cái là tuần sau em không gặp lại anh đâu. Dạ, em coi xong tuần này là căng lắm đó anh Jun à. Ở các bạn ở đây là có bao giờ ở chung với nhau thì chắc chắn là có rất là nhiều lần nấu ăn với nhau đúng không? Có bao giờ mới gặp cái trường hợp là người yêu của chúng ta nấu một cái món ăn thì nó kinh khủng mà không ăn được không? Đó, anh Nam. Bây giờ thì Nam thì cố gắng tự nấu ăn để vượt hay là để chống cái này. Nói chung là vợ của Nam thì nấu rất ngon, những món thì em ấy biết từ xưa rồi. Nhưng mà khi nào cô, không phải khi nào, nhưng mà nhiều khi thử cái gì mới
Thì sau đó thì như là mình sợ mình sẽ chết. Vì kiểu là thì đó là một lần thì nấu cái củ măng và mình về nhà mình ăn quá nhiều vì đói và cái đó khá ngon. Nhưng mà ăn xong khoảng 2 tiếng sau thì bắt đầu thấy như là không thấy rõ và rất là mệt. Và sau đó thì khoảng 2 tiếng thì tưởng là sẽ chết. Và cuối cùng phải ói hết và mới khỏe lại. Thì từ lúc đó thì không ăn măng. Và lúc nào cũng vợ muốn thử cái món mới thì mình rất là cẩn thận và cố gắng nấu với vợ. Hay là nói là em ơi thì có thể là nấu cái gì mình biết rồi từ trước rồi vì cái đó là ngon rồi, nhưng mà cái gì mới thì chắc không biết là sẽ thành công hay không. Em nghĩ là trước khi nấu là chị mua bảo hiểm rồi đó. Ăn mà phê chắc là chị cháy. Không, ăn măng độc lắm, ăn măng có gì người ăn không có được. Ăn măng nó rất là bị nhức không người. Không, mà nhiều khi là trước hôm đó là anh Nam có giấu tiền lương hay làm gì có lỗi không? Không, chị mua bảo hiểm thôi. Mấy cái này á là một cái giống như là một cái quà. Thì bây giờ người ta thương mình, người ta đang làm cái gì tốt cho mình, mà dù là người ta nấu không ngon hay là có cái gì mà mình không thích, mình cũng phải giống như giả bộ một chút xíu cho họ vui chứ. Thì bây giờ nếu mà ai mà nấu cái gì mà không ngon á thì mình thử nó ô ngon thì giống như ăn chút xíu xong rồi ô hồi nãy anh ăn rồi thì bây giờ cái này ngon quá anh muốn đem đi ăn ngày mai, đúng không? Xong rồi từ từ sẽ kèm vợ đã chịu học rồi thì cái đó là một cái lòng nó rất là tốt, đúng không? Thì đó rất là sweet. Thì bây giờ mình giống như mình kèm vợ một chút xíu để cho vợ nấu ăn ngon hơn đâu gì đâu, hay là giống như người nào mà có cái lòng mà muốn đã làm cho mình rồi á, mình không có nên giống như chê hay là mình không có nên, đúng không? Nếu sai thì còn đỡ đi, còn mà bạn em á nấu một nồi nuôi sò bò rau củ đó, thường thì rau củ người ta phải làm nhừ đúng không, được cái rau củ làm sống nhăn à, mà ngồi kế bên cầm cái muỗng canh á ăn đi anh. Em nhớ hoài luôn rồi, tiếng ăn ngon không anh? Ngon. Bây giờ nhiều lúc cái chuyện nó cũng đau khổ lắm, thương thì thương thiệt á, nhưng mà một hai lần thì ok, chứ mà nhiều lần quá, tại vì có nhiều người yêu rất là thích nấu ăn nhưng mà thật tình là nấu không được, cho nên là kiểu đó thì có rất là kinh khủng. Thôi chúng ta hy vọng là nếu như muốn có người yêu, muốn ở chung yêu thì trước nhất là nên tự học nấu ăn đi, để mà lỡ muốn ăn yêu có không được thì mình cũng biết cách để mình nấu món khác, hoặc là mua mì gói sẵn ở nhà ăn cũng được cho nó qua bữa. Rồi câu chuyện tiếp theo, câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Phải mỉm cười khi rửa chén. Em hiểu mà, em hiểu. Dạ, em hiểu cái chuyện của Nam này. Vì chỉ muốn nói là lấy vợ Việt Nam quá sướng, vì khi ngày xưa có bạn gái Séc thì ở bên Séc là thói quen là phụ nữ và đàn ông sống chung thì phải chia sẻ những việc ở nhà, ngồi rửa bát hay là hút bụi hay là lau nhà. Nhưng mà cái đó đối với phụ nữ tay chưa đủ, vì nếu không mỉm cười khi đang làm thì cũng sẽ bị mắng, sẽ bị chửi. Nhưng mà ngày xưa ở bên Tây có bạn gái và mình đang hút bụi và bạn gái nói là đang hút bụi à, thì tại sao không cười? Thì Nam nói là thì đang làm cái đó không quá vui mà, thì có cái gì để cười. Và bạn gái thì tự nhiên tức giận là nói là trời ơi, làm việc ở nhà thì nên thấy sướng mà, vì làm cho chung hai đứa mình để hài lòng và có nhà sạch sẽ. Thì mình chỉ muốn nói là lấy vợ Tây thì khổ, vì không những là mình phải làm nhiều việc ở nhà, nhưng mà khi làm thì vẫn bị đánh giá là làm tốt hay làm vui lòng hay không, và nếu không thì là giống như là không làm luôn. Và ở đây ở Việt Nam thì làm một chút rồi và là như là chồng siêu sao rồi. Cái gì về đây là ông chồng này cũng là siêu sao hết trơn á, bởi vậy phụ nữ Việt Nam quá tuyệt vời. Anh Khai Giót đồng ý cái gì đó không? Đồng ý. Thế thì không biết là ngày hôm nay á, là chúng ta đang nói về quan điểm những câu chuyện dở khóc dở cười khi chúng ta sống thử. Vậy thì rất nhiều người đã sống thử rồi, thế thì có ai nghĩ rằng là chúng ta không nên sống thử trước hôn nhân không? Có ai không? Không, ở đây có hai người chưa được sống thử. Có anh nữa, nhưng mà anh thì nghĩ là nên. Nhưng còn anh May thì sao? Anh May với Thiếu Lan. Anh May là anh thích đó mà chị cố không chịu. Xin mà tao không được. Giờ đúng là mình cũng có thích sống thử. Mình thích sống thử, nhưng mà có một thời gian thì mình
có một người giáo viên người nước ngoài có nói một câu mà tự nhiên mà làm mình giật mình. Anh ấy nói là cái gì quên mất rồi nè. You try before you buy. Yeah. You try before you buy. Nhưng mà mình nghe xong câu đó cái tự nhiên mình giật mình. Hả? Ủa tại sao? Là thử trước khi mua. Thử là trước khi mấy cô lái thử xem. Tấm thân trai này trước khi mấy cô mua đó hả? Tấm thân trai của tụi tôi chỉ để mấy cô thử thôi đó hả? Ủa, cái gì vậy? Anh quá. Mai ơi, mày xuống rồi mày ơi. Cái gì? Em không ngờ anh bình đẳng như vậy. Anh đi xa quá. Anh tự tin vậy luôn hả anh mày? Hả? Thì mình cảm thấy cái suy nghĩ của anh mà đúng không? Thì mình cảm thấy tại sao mà tự nhiên đàn ông mình bị hạ thấp quá vậy? Tự nhiên mấy cô anh thử mà em có cảm giác như anh tự đặt anh vô làm món hàng á. Em thấy là con chứ, gái mới thiệt thòi, sao đàn ông thì anh không nghĩ là anh thử người ta hả? Thì người ta cũng thử anh mà. Thì cái chuyện anh đi coi phim anh phải coi trailer và teaser chứ đúng không? Yeah, chứ coi phim với coi trailer chứ mới coi là mình có muốn coi cái phim đó hay không chứ. Đó đúng rồi, đúng rồi. Đó, đúng không? Sau chương trình này có chị gái nào hay là em gái nào muốn thử trước khi mua thì ghé đây lấy số điện thoại đây. Tốt lắm nha quý vị. Người đàn ông chấp nhận hết mọi thiệt thòi. Mà lô hơi bị nhiều. Thiếu Lan thì sao? Em cũng thích xuống thử để xem coi có gì mà không chấp nhận được không. Tại vì nếu mình mà chấp nhận được là mình yêu họ thật sự và họ chấp nhận được mình thì hai người yêu nhau thật sự thì với có thể lâu dài với nhau được. Dạ. Không cái chữ nhau. Cái chữ yêu là cái sự chấp nhận và thích nghi với những cái xấu và những cái tốt của người đó. Thế còn phía bên các bạn bên đây thì sao? Brian hay là Akira? Em cũng chưa sống thử đúng không? Dạ em chưa. Mà em có đồng ý với cái chuyện đó không? Cái suy nghĩ của em thì có thể là sống thử trước khi đám cưới là tốt hơn. Để xem thử hai người hư hợp nhau hay không. Nhưng mà còn gia đình của em thì có thể là không có đồng ý. Cái đó là có điều, một cái điều em mà đang sợ. Gia đình của em đang ở bên Nhật đúng không? Bên Nhật, dạ đúng rồi. Okay. Và em đang ở Việt Nam đúng không? Dạ. Em đang ở Việt Nam. Em đang ở Việt Nam. Sinh sống Việt Nam đúng không? Dạ. Okay. Vậy thì sau chương trình không có số 7 nha. Không có số 7 nha. Dạ. Thì xong rồi hai anh em thử sống chung á. Không? Không có tiền trả hộ. Ủa thiệt luôn vậy luôn á hả anh Khao Giót? Sao không? Ok. Cái gì bây giờ bị ba đuổi về đây rồi đó. Wow, được. Đẹp trai hát hay. Biết đâu. Anh nói em nghe nè, what happens in Ho Chi Minh City? Stay in Ho Chi Minh City. Brian! Brian nói gì đi. Ok. Brian nghĩ gì chứ giờ ở bên này suối bậy, bên này sống thử. Thì Brian nghĩ sống thử là cần thiết. Yeah. Cần thiết, tại vì giống như mọi người đã nói mình phải try before you buy, mình phải thử. Lỡ mình bị dính thì sao? Bị dính gì? Không biết, có một cái thói quen không tốt hay là một cái gì đó không hợp với mình thì ví dụ ngay nè. Thế đó ở nước ngoài nó không có khái niệm sống thử mà là mọi người ok, thấy phù hợp thì dọn về chung nhà ở với nhau thôi. Chứ người ta không có gọi cái đó là thử. Bên nước Mỹ thì rất là phổ biến. Cho nên nó không gọi là sống thử. Còn ở Việt Nam mình thì lại gọi là sống thử để coi. Xác thì 50% người ta cả có con thì không kết hôn. Thì như vậy gọi là sống thử đến khi họ chết mà. Không, thật ra là Kyle thấy là Vanessa, Brian, Kyle là Kyle thấy là cái chuyện sống chung trước khi kết hôn là chuyện hết sức là bình thường. Ở bên Mỹ thì chuyện đó nó có gì đâu. Tại vì nghe nói là bên châu Âu thì rất là cái khái niệm mà sống chung thì rất là phổ biến và bên chính phủ thì cũng bảo vệ với cái pháp luật, tức là cái kết hôn, cái quyền lợi và cái nghĩa vụ cho cái một cặp vợ chồng hoặc là một cặp mà sống chung nó là y chang, nó không có khác gì đâu. Cho nên là cũng xe chung cũng nhiều, cùng một số bạn, cùng biết một số cặp mà châu Âu là bên bên châu Âu đó thì họ bố mẹ của họ cũng là sống chung, không phải đã cưới nhau rồi. Rồi hiểu rồi, họ chỉ là partner với nhau thôi. Họ có thể partner với nhau cả cuộc đời, có với nhau rất là nhiều những đứa con nhưng mà họ không có get married. Cho nên là người ta vẫn gọi là sống chung. Chứ người ta rất là rạch ròi những cái chuyện đó. Chứ không có kết hôn mà đúng không? Người ta gọi là partner thôi. Chứ không gọi là husband and wife. Cái giấy tờ thôi chứ cái đó không có. Nhưng mà thật ra là họ đã sống chung mấy năm rồi. Và họ có con và họ có gia đình. Nhưng mà không gọi là husband and wife mà chỉ gọi là partner thôi. Cái đó là cái điều khác biệt giữa văn hóa của phương Tây với là văn hóa Á Đông của chúng ta. Thì nếu như mà có quen người nước ngoài và phương Tây, nó phải rạch ròi những cái chuyện đó để mà tránh những cái trường hợp là bị xung đột. Và có thể nói rằng ngày hôm nay tôi nghĩ là một cái chủ đề rất là vui. Tại vì khi mà cái dọn về ở chung nhà rồi thì ngoài cái chuyện là nấu ăn cho nhau, dễ thương với nhau, mua quà cho nhau thì còn có
xì hơi với nhau hay còn có làm đổ nước hoa của nhau, tất tần tật mọi thứ đó. Nhưng mà rõ ràng còn đổ nước mắm lên đầu nhau, đổ nước hoa. Nhưng mà Bảo nghĩ rằng đó đúng là thà là chúng ta nên thử, thử đi rồi hãy quyết định, còn hơn là quyết định rồi sau đó chúng ta lại nuối tiếc thì lúc đó lại là cái điều mà đúng là lại không còn cách nào để có thể quay trở về được. Với mà lại phải chịu đựng. Đừng có ảo tưởng quá. Dạ. Yeah. Con người ta cũng là con người đúng không? Ừ. Là có mặt trái và mặt phải. Ừ. Tất nhiên là mình phải biết điều đó và thông cảm và thực sự nếu như yêu thì mình sẽ vượt qua hết tất cả mọi thứ. Ừ. Thế ra cuối cùng lại chung quy lại vấn đề lựa chọn vẫn là ở chúng ta thôi. Chúng ta có quyền chọn lựa sống thử hay không sống thử, cái nào cảm thấy thoải mái thì mình làm. Chứ cũng không nên theo bất kỳ một ai nói là nên thử cái này đi, nên không thử cái này đi. Thì nhiều lúc tự nhiên cái mình lại sống được cuộc đời của mình thì nó rất là tiếc nuối về cái chuyện đó. Cho nên là quan trọng cảm thấy vui thì làm. Ok, rồi một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời rất là nhiều đã tham gia vào ngày hôm nay.